Chào mừng các em đến với buổi học ngày hôm nay. Chủ đề 8: Họa tiết trang trí. Bài: Tập vẽ họa tiết dạng hình vuông, hình tròn. Tìm hiểu họa tiết dạng hình vuông, dạng hình tròn, nói các họa tiết tương ứng. Vẽ họa tiết dạng hình tròn, dùng đường thẳng chia đều đường tròn. Vẽ một đường tròn nhỏ làm tâm. Vẽ các hình như cánh sao. Vẽ các hình như cánh sao đi hết vòng tròn, sau đó tô màu. Họa tiết dạng hình vuông, dùng đường thẳng chia đều hình vuông. Vẽ một vòng tròn lớn, vẽ những cánh lá cong từ những đường thẳng. Sử dụng hình chiếc lá vẽ hết đường thẳng của hình vuông, sau đó tô màu. Thực hành, em hãy vẽ họa tiết dạng hình tròn và họa tiết dạng hình vuông theo mẫu. Sau khi hoàn thành bài vẽ của mình, em hãy giữ bài cẩn thận, chuẩn bị đồ dùng học tập cho bài học sau.